Dãy núi này không đơn giản, mọi người cẩn thận một chút. Cố Trường Ca nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn Mạch, hắn mơ hồ cảm nhận được mấy chục luồng khí tức, nhưng lại mơ hồ khó nắm bắt. Bỗng nhiên, một lão giả mặc áo bào tím, tay cầm pháp trượng đi ra. Ánh mắt của hắn rơi vào Cố Trường Khanh. Tiểu hữu, chúc mừng người đã đến được Trung Châu. Bần đạo là phó giáo chủ Thiên Sư Giáo, Đỗ Viêm Thần. Không biết người có muốn gia nhập Thiên Sư Giáo ta hay không? Thiên Sư Giáo ta là thế lực hạng nhất của Phục Lưu Vực. Trong môn phái, có hàng trăm cường giả đại đế. Cường giả thành đế cũng không dưới 5 người. Tiểu hữu, ta, Lưu Vân Tông, cũng muốn mời người. Nếu người nguyện ý gia nhập Lưu Vân Tông ta, ngay lập tức có thể phong làm thần tử. Cổng của Tử Vân Đế Quốc cũng luôn mở rộng chào đón tiểu hữu. Một lão giả mặc áo bào tím đi ra, ánh mắt cũng rơi vào Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh trong cơ thể có chính khí ngập trời, ngay lập tức thu hút cường giả ẩn nấp trong bóng tối, khơi dậy dục vọng thu đồ của họ. Đây là điểm dừng chân đầu tiên sau khi đến Trung Châu, vì vậy không ít thế lực sẽ để lại mắt tuyến ở đây để khai thác thiên tài đến từ các châu vực khác. Tiểu cô nương, không biết người có hứng thú gia nhập Tạp Vân Tông ta hay không? Tiên Vân Thành ta không kém Tạp Vân Tông. Tiểu cô nương, người vẫn nên gia nhập Tiên Vân Thành ta đi. Đừng tranh cãi nữa, tiểu cô nương này, họ Thiên Phủ ta thu rồi. Không lâu sau, lại có mấy người đi ra, tất cả đều mời Cố An Lan. Cố Trường Khanh cùng Cố An Lan hơi ngẩn ngơ. Không ngờ, vừa đến Trung Châu, họ đã bị tranh giành thu đồ, còn Cố Trường Ca cùng đoàn người thì bị hoàn toàn phớt lờ. Đại ca, ngài cảm thấy sao? Có muốn gia nhập họ không? Tiểu hữu, ở Trung Châu này, người tốt nhất đừng có giao tình với ma tu, nếu không, sẽ tự rước lấy rắc rối. Thứ nhất, chuyện của ta không liên quan đến ngươi, tự nhiên không đến lượt ngươi quản. Thứ hai, hắn là đại ca ta, ta không cho phép ngươi bất kính với đại ca ta. Cuối cùng, ta sẽ không gia nhập Tử Vân Đế Quốc của ngươi. Ừ, ngươi lại dám từ chối lão phu, sau này ngươi sẽ hối hận về quyết định hôm nay. Gương mặt của Vũ Khang lập tức trở nên u ám. Hắn thành đế cường giả, đi đâu cũng được vạn người tung hô, bao giờ chịu đựng loại khí này? Các trưởng lão của thế lực khác thấy Cố Trường Khanh gắn bó với ma tu, trong lúc nhất thời cũng không dám mời nữa. Đại ca, chúng ta đi thôi. Được, chúng ta đi. Ngươi! Đây là nguyên thủy chân ma huyết mạch. Ngươi lại mang nguyên thủy chân ma huyết mạch. Vãi xít, không ngờ, máu huyết ma tộc thời thượng cổ lại một lần nữa xuất hiện. Tên thiếu niên này, rốt cuộc xuất thân từ đâu? Lại có thể sinh ra nguyên thủy chân ma huyết mạch. Thật là quá đáng. Sao, các ngươi muốn ra tay với lão phu? Hê, thật là không biết lượng sức mình. Sức mạnh thể chất khủng khiếp, lại có thể cản được thành đế uy của ta. Lão cẩu, ngươi muốn làm gì? Trường Khanh, ngươi lui xuống. Đối mặt với cường giả cấp thành đế, Cố Trường Ca chỉ còn lại một lá bài tẩy là thần ma tháp. Nhưng không phải tình huống tuyệt vọng, hắn không muốn sử dụng báu vật như thần ma tháp. Thần ma tháp, một khi bại lộ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của tám đại cổ tộc của Trung Châu. Lão cẩu, dám ra tay với chúng ta, ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Hê, chỉ dựa vào ngươi, lão phu muốn xem, ngươi làm sao để ta hối hận. Vũ Khang, ngươi là quốc sư của Tử Vân Đế Quốc, chẳng lẽ chỉ có chút khí lượng này sao? Khổng Thánh Môn, Khương Thái Hạo. Không ngờ, ngay cả đại năng của siêu cấp thế lực cũng xuất hiện. Truyền thuyết, Khương Thái Hạo, cách đây 300 năm, đã tu luyện đến Nho Thánh Cảnh. Nho Thánh Cảnh là tồn tại khủng khiếp, vượt trên Đại Thánh. Chính khí này, thật mạnh mẽ. Cố Trường Khanh, hô hấp trở nên dồn dập, chính khí trên người Khương Thái Hạo, làm cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hơn nữa, còn có một chút an tâm, du mộ bài kiến Khương tiền bối. Tuổi đã cao, vẫn còn giận dữ, lại đi tranh cãi với trẻ con. Tiền bối dạy bảo đúng rồi. Khí tức thật mạnh. Khương Thái Hạo nhìn chằm chằm vào Cố Trường Khanh. Tiểu hữu, ngươi có duyên với lão phu, có nguyện ý bài lão phu làm sư không? Lão phu là phó môn chủ Khổng Thánh Môn, chỉ cần ngươi bài lão phu làm sư, trực tiếp có thể trở thành đệ tử chân truyền của Khổng Thánh Môn. Siêu cấp thế lực Khổng Môn là một nho tu. Cố Trường Khanh làm sao có thể không biết Khổng Thánh Môn tồn tại? Khổng Thánh Môn hầu như tập trung tất cả nho tu yêu nghiệt của tiên vực. Đại ca, ta có nên gia nhập Khổng Thánh Môn không? Ánh mắt của Khương Thái Hạo rơi vào Cố Trường Ca, cũng rất hiền từ, hòa ái, không có sự khinh thường của Vũ Khang cùng những người khác. Tiểu hữu, ngươi yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đệ, không biết ngươi có nguyện ý tin tưởng lão phu không? Ta tin tưởng, tiền bối, Trường Khanh, Khổng Thánh Môn rất thích hợp với ngươi. Sau này, ngươi cứ theo tiền bối tu luyện thật tốt, đừng lo lắng cho ta. Có câu nói của Cố Trường Ca, Cố Trường Khanh mới hạ quyết tâm. Tiền bối, ta nguyện ý bái ngài làm sư. Ha, tốt, theo quy củ của Khổng Thánh Môn, lễ bài sư phải được tổ chức trong môn phái. Ngươi chuẩn bị một chút, đi theo sư phụ về thôi. Vâng, lão sư.
Lão sư, đại ca, cùng tiểu muội. Cố Trường Khanh vẫn hơi lo lắng cho đại ca và tiểu muội. Dù sao, mọi người có mặt ở đây đều có thành kiến với Ma Tu. Các vị, hôm nay mong các vị cho lão phu một chút mặt mũi, đừng khó xử gia đình của đồ nhi này nữa. Tiền bối nói đùa rồi, chúng ta đâu có ý khó xử họ. Đúng, đúng, chúng ta đều là chính đạo danh môn, chắc chắn sẽ không dễ dàng nhắm vào người khác. Vũ Khang, ngươi thấy sao? Tiền bối yên tâm, Du Mô tuyệt đối sẽ không khó xử họ nữa. Vậy thì tốt. Cảm ơn lão sư. Sau đó, Cố Trường Khanh không nỡ nhìn Cố Trường Ca cùng Cố An Lan. Trường Khanh, ngươi đi đi, sau này tu luyện thật tốt. Đại ca tin tưởng, với thiên phú của ngươi, cho dù đi đến Khổng Thánh Môn, cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. Nhị ca, cố lên. Lão sư, chúng ta đi thôi. Cho dù lão phu không khó xử các người, Trung Châu này, các người cũng khó mà bước đi. Tự lo lấy thân đi. Có câu nói của Khương Thái Hạo lúc nãy, không có ai dám nhắm vào Cố Trường Ca nữa. Mọi người đều lần lượt rời đi. Ngay sau khi mọi người rời đi, Cố Trường Ca đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Đây là lãnh vực cực hàn.